Đây các bạn, khi cái phần nước đường mình để đã nguội rồi đấy, các bạn thấy nó rất là sánh như thế này nhá. Bây giờ mình sẽ cho vào cái chai hoặc là cái bát để mà mình lúc nào mình dùng ấy, để mình làm bánh nướng ấy. Rất là sánh luôn. Các bạn có thể cất vào những cái hộp này nhé. Nguội rồi mình đậy mình cất đi. Các bạn có thể để 1 tháng sau thì mình làm bánh nướng bánh dẻo, hoặc là mình để cả năm cũng được. Các bạn chuẩn bị cho mình 500 g đường này và 350 ml nước nhé. Mình dùng nguyên chai Navi này, hoặc các bạn có thể đong vào chai nếu mà không có, và những cái gì được, một quả chanh này nhé. Bây giờ mình sẽ cho vào một cái nồi ạ. Các bạn sẽ cho nước vào trong cái xoong này cho mình nhé. Các bạn sẽ cho hết cái phần đường này vào cho mình, và mình sẽ quấy tan nó nhé. Quấy tan sau đó mình mới đem đi nấu, còn nếu mà mình nấu mình mà quấy hết thì nó sẽ bị đường trở lại ấy, lại đường. Mình dùng cái nước đường này để mình làm bánh nướng thì mình dùng đường nâu các bạn ạ. Nếu mà các bạn mà làm nước đường để làm bánh dẻo thì chúng ta phải dùng cái đường màu trắng nhé, cái bánh dẻo nó màu trắng nhá. Đều lên cho mình cho nó tan trước đi nhé. Đây các bạn, khi cái đường nó tan rồi, nó gần hết rồi, bây giờ mình sẽ cho lên bếp để mình đun nhé. Các bạn bật lửa lên nhé, và mình sẽ không quấy nữa. Nếu mà ấy thì chúng ta chỉ cần lắc cái nồi này thôi là được. Đây các bạn sẽ cắt cho mình cái quả chanh này ra. Mình bắt mình lấy cái phần nước cốt thôi. Nước cốt chanh thì mình lấy này, và cái phần vỏ chanh này thì các bạn sẽ bóc cho mình cái phần tôm chanh này, mình sẽ bỏ đi, mình chỉ lấy cái phần vỏ nhé. Phần tôm chanh này các bạn sẽ bỏ đi cho mình. Phần vỏ ấy để mình cho vào cái nước đường ấy, sau để cho cái nước đường này nó thơm ấy ạ. Đột hết cái phần vỏ chanh này ra. Chỉ lấy cái phần vỏ thôi nhé. Cái phần hạt chanh này các bạn cũng lọc bỏ, cái phần hạt chanh này bỏ đi cho mình nhé, không có nó sẽ làm cho nước đường đắng ạ. Đây các bạn, khi chúng ta đun nhé thì các bạn sẽ đun sôi cho mình 10 phút, và cái phần đường này các bạn có thể lắc này là nó cũng sẽ đã tan hết rồi đấy ạ. Đấy. Khi đã sôi rồi thì chúng ta lại cho lửa nhỏ đấy nhá. Đây các bạn, khi mình đun nhé, cái phần bọt khí này nó đã bay hết lên như thế này là được rồi. Các bạn sẽ cho mình vào đây cái phần nước cốt chanh này. Mình cho vào nước cốt chanh vào, các bạn sẽ đun thêm 10 phút nữa nhé. Không quấy đũa, vì quấy đũa sữa đường nó lại quay trở lại, tức là nó lại đóng lại. Và các bạn sẽ cho mình cái phần vỏ của cái vỏ chanh này vào. Đấy, các bạn cứ đun cho mình 10 phút nữa ạ. Đây các bạn, bây giờ mình sẽ thử xem phần đường này được chưa nhé. Các bạn sẽ trùng cho mình một bát nước và mình sẽ cho phần đường này vào. Đấy, cái phần đường ấy nó đọng lại ở dưới đáy bát là được rồi đấy ạ. Đọng lại. Mình sẽ vớt bỏ cái phần cùi chanh này đi nhé. Rồi, các bạn tắt bếp đi cho mình. Và nguội thì các bạn sẽ cất vào trong những cái chai ấy. Thì thường nước làm bánh này thì chúng ta cứ để độ 1 tháng dần đi thì chúng ta làm bánh ấy thì càng ngon nhé.